phải đầu tư một cái đúng không? Nhớ Dạo lại này vừa mất lại rút ở top về lại có một cái đang có khác sao? Rút ở top về ạ. À? Trời, nghe kiểu vâng vâng ác dành cho Michael Cho. Vâng, ban quy đập bên Big Ác, ban quy đập bên thì giống TB mít lắm, bởi vì TB đi mít là cặp quy đập bên thì là gãy luôn, máu siêu ít, sao lại không giải được gãy đồng. Em thì em lại đang nghĩ là ban mít à? Ban mít. Tùy xem đã, để xem nếu mà ở mít là một cái kèo nó đơn giản một chút dành cho TB thì đẩy TB ra mít vẫn hay hơn. Ừ. TB có lever pham nhanh, đúng rồi, cái, những cái bãi dừng nó rất là gần. Cái việc TB anh ta đẩy bóng vào, đẩy người vào pham nó dễ dàng hơn. Lúc để đầu... mà tối ưu hóa lượng pham của TB thì nên là đi mít. Tất nhiên thì TB đi mít nó không phải là một hero quá khỏe. Nó phải chọn cho mình những cái kèo nó vừa miếng thôi. Như kiểu là Void Spirit hay là Ember Spirit thì còn vừa miếng. Nhưng gặp Queen of Pain thì thôi toang. Bây giờ ôi. Ngày xưa thì nếu mà cái meta trước anh em nhớ cái meta mà cái con TB ấy, cái ulti nó chưa bị mất 50 mana thì cái kèo PL của TB đánh nhau tới sáng luôn. Nó là đánh nhau tới sáng. Hai ông level 25. Ông PL burn hết mana ông TB đánh TB gần chết, thằng PL thằng TB wow. Nó lại đổi máu. Màu vàng đấy, anh bảo rồi rút ở top về được cái màu khác mà. Thành ra lấy ra chơi. Màu vàng anh em ạ. Bây giờ thì cái kèo TB ở PL mình đánh giá là PL hơn. Bởi vì TB bây giờ là đổi máu là mất mana rồi, 50 mana thôi, không nhiều. Nhưng với gặp một con PL thì 50 mana cũng chẳng có đâu. Bóng của nó sẽ burn cho anh em lúc nào là không mana. Vâng, vậy là tiếp tục là Bad Rider trong đầy V2. Ách mà đi với PL, em cảm giác như là kèo này dễ quá. Dễ cho Ách đúng không? Sẽ dễ dành cho Ách, nhưng mà My Control thì không biết là có đánh Ách bằng Resolution không. Dạo gần đây thật sự là xem Resolution đánh Ách bị bánh cuốn. Lối bui của Reso thì là một cái ba sơ giấy phay, sau đó sẽ là thẳng Blink. Anh ta chỉ lên ba sơ thôi chứ không lên Vanguard bởi tốn tiền quá. Ở thời gian lên Blink sẽ bị chậm. Game này anh nghĩ sao? Em thì em thích lab của OG Seed hơn. Một lab khó chịu hơn về late game. Có Pango. Anh đánh giá PL sẽ nhỉnh hơn TB. Đúng. Và để xem thực ra trình độ thì anh nghĩ Nick Ma vẫn hơn. Nếu mà họ thật sự chai áp nghiêm túc với cái lap này nó không phải là quá thua thì họ vẫn có thể thắng được, vẫn thắng được. Đúng. Nếu mà đánh giá bản pick anh em ạ thì mình sẽ đánh giá OGC nhìn có một tí khoảng tầm 5-5, 4-5 đấy, một tí tẹo thôi. Mà nào ra thì về late game những cái tình huống burn mana nó vẫn là khó chịu. Cbe thì sẽ có những pha xiên để apply cái disarm lên. Nhìn chung thì đây là một lap siêu khó chịu. Weaver thì kiểu gì cũng lên gậy xanh đấy. Backup cho nhau khá là dễ. Nào giờ thì chúng ta sẽ bước vào game đấu số 2 của cái kèo đấu giữa team Nigma và team OTC. Để xem ai sẽ là người chiến thắng đây. Ở một con TB không khác gì gọi là Son Goku cả. Người vàng chóe. Weaver. Vậy là anh ta sẽ là người đi chung với Cbe khu vực lên top. Hai con này hơi mỏng nhỉ. Nhưng mà em nghĩ là cái lượng sát thương đầu game của hai con hero này khá là nhiều. Một cái Sokuchi, một cái tình huống Squad Buckle đau phết ạ. TB không phải là con hero có quá nhiều máu. Một lên khá khó để cho TB đấy. Nếu mà đầu game mà Nigma có một con Axe xanh anh em ạ thì trận này khá là dễ chơi. Và trận đấu này thì anh đang nhìn thấy đó là bên dưới OG Seed thì là một con đó là một con Nick Asin ra số 5 thôi, không thích lắm. Nick Asin với cả Void Spirit đi một lane á, hai con tay ngắn đi cả Ashe cả. Ashe có vẻ là dễ quá nhở, dễ cho Mind Control trong trận đấu này. Trận trước anh ta đánh con Negro phải chấp nhận đi ở safe lane để cho PL trong tay Miyako có một cái lane dễ thở hơn để farm và anh ta khá là thọt. Và trận này thì khác rồi. Trận này Ashe trong tay của My Control anh ta sẽ có đất diễn. Anh có nghĩ là bên phía Nigma sẽ đẩy con TB này ra mid không? Tại vì em thấy là OG Seed anh khá đang... nghĩ khá thích đấy, bởi vì rõ ràng Bad Rider đi ở PL không làm gì được. Chuẩn. Đẩy TB ra thì coi như hai ông cùng farm với nhau. Mà thế thì lại dễ hơn cho TB. Đúng rồi. Tại vì đi một cái xếp lên anh em ạ, nó khá là hên xui. Chắc gì nó farm được. Đối phương thì lại là hai con đánh nhau sớm. Hai con khoảng level 3 thôi là Squad Buckle. 2 điểm, 1 điểm Lucky Shot, thêm cả 2 Tsukuchi đến từ cái con kiến đam rất là nhiều đúng không? Em nghĩ là nếu mà bây giờ khi mà họ chuẩn bị phát hiện ra cái việc PL đi mid rồi
Nhưng mà gì nếu mà để mà bảo đi bộ ra thì sẽ thọt một quay clip đấy. Cứ TP xuống thôi, và nếu mà đối phương TP lên thì mình lại để chen cọ lên. Ừ, cũng đúng, có con chen thì sẽ lợi thế TP luôn hơn. anh em ạ. Có Thấy gọi chen. là không, quyết định là không TP Chưa rồi, rồi. đánh luôn. Thế này họ muốn bắt Rider xanh. Q2 trận trước bắt Rider xanh anh ta làm rất là tốt. Trận này có lẽ là cần một khoảng độ mid game thì bắt Rider anh ta sẽ gánh để Thực ra thì cho em bên thấy là sao. cái kèo giữa PL và Bát ấy lúc đầu nó cũng có khó chịu ít nhiều, tại vì là bây giờ con PL level 1 đi, hoặc là level 2 đi, level 3 đi, thì anh ta cũng chỉ có khoảng tầm 1 đến 2 Con điểm. PL cả bát thì bảo là giết cái con PL nó hơi khó thôi, chứ bát Đúng. anh ta vẫn farm được mà. Bát vẫn nhìn hơn. Farm thoải mái thôi. Đầu game bát vẫn nhìn hơn. Đấy. Gọi là cứ phi dầu mặt thôi anh em ạ. Rất là khó chịu. Cứ vẩy thôi. Mặc kệ đối phương có lên sở tích hay không. Cứ giết vẩy dầu thì làm bát có thể farm được. Harad tốt hơn rất là nhiều. Manara thì để xem là anh ta có mua stick không. Manara có mua stick rõ ràng rồi, anh ta đi mid mà gặp quyết bát định là này đi đơ. cùng với bát đúng không? Không mua sở tích nữa thì thôi. Gần như là gặp Bad Rider là phải auto một vài hero như kiểu Bad Rider cả BB thì anh em phải auto lên sở tích. Ở những cái rank thấp thấp thì nếu mà gặp Blood thì anh em lên sở tích nhá, bởi vì rank thấp thì Blood thường là tăng điểm một sớm, sờ ba điểm một nhiều thì anh em sẽ có sở tích. Rank cao thì ít khi người ta tăng lắm, ở độ level 4, level 5 thì may ra tăng một. Đúng. Em thấy là Blood toàn tăng cái đặt vòng đầu tiên, chả ai đi tăng cái lây được một cái gì cả. Đúng ba vô vẩn. Hai phút thi đấu vẫn là một game chậm thôi. Miracle thì 12 con creep rất là xanh, đối phương thì cũng chỉ có 6. TB thì lúc đầu có một cái lợi thế farm rất là dễ, một animation đánh cực kỳ dễ anh em ạ. Quỳ Hà điểm mid lên đang cố gắng đốt một người Manara nhưng không thể làm gì được cả. Có một PL lúc nào thủ sẵn cho mình double angle. Đấy, dính khoảng tầm 6-7 trang thì lại vứt bóng, không làm gì được anh em ạ. Thôi thì cũng có gọi là ít nhiều khó chịu, nhưng mà giết thì không giết được. Anh ở dưới bot lane thì đang chặn creep và farm thôi. Một cái kèo free dành cho Mai Control. Thoải Em nghĩ mái là quá rồi. nếu mà bên phía Oasis mà không cắt người vào để chặn anh ta kiểu là farm cả rừng ấy, kiểu con ách xanh quá ấy. Anh ta sẽ có blink sớm, anh Đúng. ta sẽ đi roam gank được sớm. Vâng, bây giờ GS có mặt nhưng không thể làm gì cả. Clockwork level 2 từ từ đã, bây giờ thì được rồi này, khi mà hai con bóng sẽ biến mất mà thôi rồi, đã thanh trụ đến từ GS là chuẩn chỉ. Manara sẽ phải lên bảng điểm số nhưng mà tự nhiên GS lại đổi ở đây rồi, đổi lại target anh ơi, đổi lại target đi. Vâng, Quy Hà phải cắn cho mình. Thế này thì hay nhá, tại vì Quy Hà về được nhà mặc dù là bị giết bởi neutral grip không lên sao bảng khá cả, là lâu nhưng em nghĩ là vẫn ok, bởi vì bây giờ level anh ta cũng cao rồi. Bây giờ mà có giết bởi neutral grip thì nó tăng thêm khoảng độ 10 giây thôi chứ không phải level 1 nữa. Level 1 thì tăng khoảng 20 giây lâu, bây giờ anh ta có level rồi tăng 10 giây thôi, không phải quá nhiều. Và để anh ta muốn chết rồi, máu hết, mana hết, xong rồi giết được PL rồi thì chết và về nhà quay lại đầy máu đầy mana đi đối phương tiếp sẽ lai hơn. Và vừa rồi thì cũng chỉ trách PL anh ta đánh lỗi thôi, đã tưởng rằng là hết cái đó rồi, bây giờ anh ta vẫn có thể thoải mái nhưng không, đối phương chơi vào luôn. Ở đây Zfix giết được con gà Kuroki rồi. Trận đấu trước con Earthseeker làm không tốt, để xem trận đấu này Weaver trong tay của Zfix thì như nào đây. Để lại cái rune này nhưng không thành công rồi. Không được, bắt đuổi ăn đâu, đá lừa. Nhưng mà Pestu vẫn còn đứng khá gần trụ và lại về được thôi. Không có đây gì cả. Bây giờ cái kèo mid này là 2 đánh 2 rồi. Nhưng mà dưới boss thì Voice Spirit anh ta sẽ farm ở trong rừng, chính xác là farm ở trong trụ và có thể kéo cả quái vào rừng để farm. Còn Ashe thì cũng vậy thôi. Bây giờ Nick Asin dưới boss chẳng thể làm gì được con Ashe này thì tôi ra mid giúp là hợp lý rồi. Đấy. Chelsea anh ta cũng bắt đầu kéo những con quái vào rừng để có thể vừa farm land vừa farm rừng giống như Ashe rồi. Trên top thì TB của Miyako vẫn đang farm ổn, cái lượng máu là hơi thấp một chút nhưng mà không sao. Quan trọng là anh ta vẫn last hit, deny ổn. Bạn Go đang farm nhìn lên. Lúc nãy thì anh ta chỉ bằng một nửa so với TB, nhưng bây giờ bằng luôn anh em ạ. Có vẻ như là với sự hỗ trợ đến từ BB Weaver thì CBN cũng farm được thôi. Nào những cái rune bounty, OG Seed có 2 và Nigma chỉ có 1. Có 1 thôi. Vậy là 3 cái dành cho OG Seed.
Pescu cố gắng săn con gà vào có được không đây? Được rồi, cũng mất cho mình khoảng tầm nửa cây máu đấy. Mất cả smoke để né đam ạ. Ok, để em thấy là cái smoke đấy cũng được, tại vì anh đang cầm một cái guốt, anh đã thể dùng là để cắm luôn. Và rồi đang di chuyển đam mít, có phản đam đến từ Pescu, nhưng mà PL đánh kiểu gì, level 5 không lấy gì đánh cả, và kể cả level 6 thì cũng vậy thôi. Rồi lại đi về. À, cái vị trí đứng đấy thì bao giờ rất là quái, anh ta đứng giữa cái đoạn lên xuống ở đồi, bây giờ dí vào thì anh ta nhích một bước xuống đồi là con PL đã phải đi vòng. Khi mà đánh bát thì anh em phải nhìn về địa hình một tí, thì mình khác với đối thủ, mình đi xuyên địa hình, còn đối thủ thì không. Đôi khi mà tận dụng địa hình thì khá là hay đấy. Còn giờ thì chụp được vào người của Madara rồi. Còn PL này hết tóc lên giờ rồi. Nó bị dí, dí nhiều quá và Madara chết đến hai mạng ở mid lane. Trời ơi, nhưng mà cái gì đây? Đang cố gắng xe đam đến tự trụ nhưng mà không được rồi. Pescu di chuyển khá thông minh vào khu vực top lane. Đó là mạng dành cho Miracle cũng như là Kuroki. Vâng gì thế này? À, nhưng mà trên top thì Sime đã lấy được mạng của Miracle rồi. May quá, nếu không thì là ba mạng liên tục dành cho Nikma. Thì khó đánh quá. Ở đây thì Kuroki anh ta cố gắng đấm vào người Sime, nhưng với cái swap Marco thì anh ta vẫn có thể lùi về được thôi. Khá là đơn giản. Cuối cùng thì bên phía Team OG cũng có cho mình một mạng của TB. Sime thì đóng một cái javelin từ sớm. Em thì em thấy item này rất là phù hợp ở trong trận đấu này. Xuyên đau hơn. Còn TB và dưới bot thì Michael vừa bị săn vào đến từ bên phía Pescu. 42 network chain bao nhiêu đây, 1k rồi. Một void spirit farm rất là xanh, 3300 net. Vừa kéo bắt lại đơ lên thì vào, có lẽ muốn ganh ở trên top rồi, chính xác rồi. Mình đã thấy Kia xuất hiện ở trên top. Nào giờ thì có đánh nhau trên top. DB chỉ farm rừng thôi, bây giờ khoảng là điểm thích hợp đánh ta vào rừng rồi. Sibe đã cắt cho mình đó là do linh thăng đâu ra, nhưng mà chưa làm gì nhiều cả. Cố gắng chain stun vào người của Chen mà vẫn chưa thể làm được gì anh em ạ. Lượng HP là quá lớn đến từ mình với Nick Ma. Vẫn chỉ là 42 thôi. Trận đấu này thì PL đang gọi là farm chậm hơn một chút so với TB, nhưng mà em nghĩ là cái khoảng cách nó không phải là quá nhiều. Vẫn đánh được. Thực sự game vẫn rất là cân. Nào, giờ thì có đánh nhau biết chăng? 3 đánh 3. Và đó là một pha đá lửa trước đến từ Wiha nhưng mà không được rồi anh ơi. PL đấm đau quá. Một mạng đầu tiên của Nikma phải nằm xuống. Giờ thì CC có mặt xoẹt lên và cố gắng bắt vào người GS và sẽ là được thôi. 4 đều. Không hay rồi. Nikma liệu tiếp tục một kịch bản ngày hôm qua không nhỉ? Không, kịch bản ngày hôm qua là họ thua lên 1 mà. Kịch bản là thế hôm trước. Ý là đều là thua 2-1. Chưa biết được, nhưng mà anh thấy TB vẫn đang phản ổn. Chưa thấy gọi là quá căng thẳng ở đây. Sao vừa rồi thì ông Vy họ đánh tốt rồi. Giờ thì Vy ha, TP ra không làm gì được cả. Lại đi về. Không biết là có phải là chạy lại kịch bản hôm qua không? Thu 2-1. Hay lại là câu chuyện về cơm áo gạo tiền. Nikma thì mình ít khi thấy họ thắng 10 kill lắm. Hôm qua thì thua cả 3 game 10 kill. Hôm nay thì mới game nợ thua luôn. Không hiểu kiểu gì. Đen thu 90. 90 thì không phải là đen. 90 là đen chứ gì nữa. 90 là bán. Không, bán thì phải là 10 công. Cho cẩn thận. Đó là 14, 15 gì đấy. Nhưng mà Nikma bán khéo. Nào, giờ thì cố gắng cướp cho mình outpost này. Pescu stun trượt rồi. Cái gì thế? Vâng, CC thì đẩy bóng vào và anh em cố gắng bắt người GS. Côn được rồi, rồi khá nhiều sát thương vào, nhưng CC còn đó là một pha lộ thổ. Và giờ thì Nikma là người yếu thế hơn, chém chết được một người. Mai còn trồ thì không thể làm gì được cả. Vậy là kết thúc pha team fight với một mạng nằm xuống đến từ Nikma. Miyako muốn xuống bot này để giúp đồng đội cũng như là ăn cho mình cái trụ. Biết này thì có đánh nhau PL cũng như bắt được rất đỏ máu ở đây, nhưng mà có lẽ là PL sẽ là người thắng. Thắng rồi. Anh ta sổ lên và đó sẽ là mạng dành cho Madara mà thôi. Wiha không thể làm gì được anh em ạ. Tính toán rất là chuẩn khi mà thấy con Baroner đấy hết lửa là lao lên luôn. Trong khi đó thì sao? Cú bot lên cái outpost nó không bị cướp đến từ bên phía Nikma, và phút thứ 10 Nikma hoàn toàn là bị out cái lượng XP. Ui gần 3k rồi. GS bớ vào một cú chói quá đẹp của GC.
Killing Spree dành cho PL. Bây giờ thì ai cản nó ra đây? Trời ơi, một PL 4k4 net worth đang nhỉnh hơn rất là nhiều so với Guiha. Mặc dù Guiha cố mạng PL đầu game đấy. Giờ thì Pescu đang gây rất nhiều khó chịu thì mai control Guiha ở mid thì bị sổ vào đến từ Malara và đây tiếp tục là mạng chẳng. Một cú đập bóng vào người và đó là mạng thứ 9 dành cho OG Seed rồi. Lại thua 10 kill à? Đấy. Nó phải là như thế em bán 10 kill. Vâng, chẹt lên đến từ CC và giờ thì sao? Minako gặp quá nhiều khó khăn, cú đặt nó lại dính và đó sẽ là mạng của Minako phải nằm. Minako hết mana đều đổi máu, ở đây Ash cũng đang bị dí vào. Như nào đây? Vâng, mai con trâu lùi về được với cái giày phay của mình. TB đi van đi chứ nhỉ? Sai rồi, 11 phút 4k net worth anh em ạ. Pha đấy em thấy anh ta còn cố gắng đổi sang cái cheat Intel nhưng mà cũng không đủ mana. Chỉ được 150 anh em ạ, không đủ. Level 1 thì cần đến 200 mana. Nào, bây giờ thì hết 10 kill rồi. Không biết là Nigma thì gọi là có bán luôn cả game không? Hay là 3k net chain. Nếu mà cá nhân em thì em nói thẳng luôn rồi, TB mà về late game mà gặp PL xanh quá thì chịu. Không làm được gì cả anh em ạ. Nó có lệch một chút dành cho PL. Nó cũng phải tùy xem gọi là còn đồng đội các thứ nữa. Chứ chúng ta không thể chỉ nói về mình hay đâu đó, bởi vì Dota 5-5 mà. Tuy nhiên để mà bảo kèo PL ở TB thì con PL sẽ hơn anh em ạ. TB khó phát hiện ra con thật để bắn lắm. 14 XP thì chênh bao nhiêu? Gần 6k rồi. Cái game đấu của Nigma đang thua khá sâu sau giai đoạn đầu game. Minato thì gọi là cũng nổi tiếng lâu rồi mà anh em. Gọi là sắp bắt đầu là bước vào giai đoạn tuổi già rồi. Ai mà chả thế. Anh em đòi một người đánh hay mãi được không có. Có lúc này lúc kia đúng không? Mic hơi bé hả anh em? Để mình xem nào. Mic sợi hơi bé nhở? Anh nghĩ là bình thường thôi. Bạn có thể check lại của bạn không? Bởi vì rõ ràng là từ nãy giờ gọi là đến game 2 rồi. Không anh em gọi là ý kiến gì. Bây giờ tự nhiên một bạn lại bảo mic hơi bé mà chỉnh thì lại sai quá. Em thì mới cho thêm to một tí thôi. To thêm một tẹo anh em ạ. Đấy. Coi như là to hẳn. Thực ra là cái game này nó cũng chậm mà. Thế anh em các bạn là bình thường mà. Bởi vì anh em đã xem gọi là hơn một game rồi. Tự nhiên các bạn lại bảo bé thì là sai. Vâng, bây giờ thì bắt được cả vòng người của My Control. Anh lên bảng rồi thì em thì sao? Tiếp tục dính chói. Lại là double kill dành cho bên phía OGC. Đưa nhau defeat à? Một con Ash đang bị ắt vào. Và GS thì anh đã hút shot vào để mà luyện chết cùng nhau. Bây giờ đi fix, anh ta nhìn thấy cái con chen này rồi nhưng mà cũng phải lùi về thôi khi chỉ có một mình anh ta ở đây. Nằm càng nét chơi game này chậm lắm anh em ạ. Nếu mà mình cắt kiểu vội vàng quá thì nó cũng không hay, nó không phù hợp với những game đấu này. Tùy game thôi anh em, game nào tiết tấu nhanh thì cắt nhanh, chậm thì cắt chậm. Game kiểu các ông thì cứ ngồi pha, bây giờ thì cố gắng cắt nhanh không được. Và Quỳ Hà cũng nằm xuống như này CC. Có vẻ như là những cái mạng chết lẻ này nó chỉ mang tính gọi là tạo khoảng trống là nhiều. Khi Miracle anh ta đang cần space. Nhưng mà là to thế này thì anh có nghĩ là Miracle đang cần đóng một cái butterfly không? Kể cả muốn thì tầm này anh ta vẫn chưa thể. Để anh xem nào. Butter hay là BKB? Anh vẫn thích một cái Bata trước thì đã. Bây giờ thì GS bị bắt vào chắc chắn anh ta sẽ chết thôi. Làm gì được đâu, mình chỉ có một bình ở đây. Bây giờ thì OG họ đang hoàn toàn làm chủ cái thế trận của game đấu này rồi. Kuroki cũng bị dí vào. Tuy nhiên anh ta vẫn sống sót ở dưới boss này thì My Control anh ta sẽ không may mắn như vậy đâu. Ok, có thể bot lên, cố gắng sống sót. Nigma đang muốn chống trả nhưng My Control vẫn phải nằm thôi. Ba cái hero đấy chạy rất là nhanh. Guiha ở mid thì cũng vậy, cố gắng đuổi theo cái con BL đánh có sơ tăn đến từ Sentao. Anh ta vẫn có thể lùi về được. Kuki vẫn làm tốt cái việc My Control của mình. Trong khi đó thì TB
tiếp tục farm rồi. Cố gắng sợ bay dành cho Miracle farm đi. Mày làm biết tiền mới có cơ hội. Game này cảm giác như là khó quá. PL chúng to thế kia. Ôi, TV đánh kiểu gì đây? Kéo được một người rồi. Và Địch Mà muốn đánh cổ bát. Nào, Miracle cổ hóa form lên và đấm chết được GC rồi. Nhưng mà đó là cú xiên khá khó chịu đến từ xì bè. Sao đây? Malara đang tràn lên nhưng mà cú stun này nó quá đẹp và Malara! Anh ta chỉ có một chấm máu thôi. Nigma đang tràn lên và đây là cơ hội để họ comeback ở trong trận đấu này. 3-1 và tiếp theo sẽ là Weaver. Sổ và những con xe tàu của Chen là không hay đâu anh ơi. Ba con xe tàu đấy. Kuroki anh ta mix vẫn là một cái gì đó đấy. TB thì nét vẫn không hề tồi. Con TB này cái lượng đam khi hóa form này vẫn là nhiều. Kéo lại cho mình khoảng độ 3k network. Bây giờ khoảng cách nó chỉ còn là 4k thôi. OZSeed thật sự cái trình độ của họ không phải là quá cao, thành ra không nên quá chó điên quá, nên đánh cẩn thận lại. Đúng. Miracle hướng đến cho mình Manta rồi, hợp lý. Trong khi đó Sibe một con Bango of Land đang lên cho mình 4 set để mà thêm đam cũng như đẩy lên tốt hơn. Khi mà có 4 set gần như là chỉ cần một pha số up Apple thôi là sẽ clear luôn một quay grid rồi. Mình được cổ hướng đến ra xa. Ra xa để farm nhanh hơn. Ra xa Manta thôi, Manta trở lại cần. Em thấy cái Manta rất là hay nhá. Nếu mà anh có thể là tạo ngay cho mình khoảng tầm hai con bóng đến những cái Manta. Dồn thêm đan đúng không? Một cái bóng của mình thì dồn thêm đan rất là nhanh. Để len thứ nữa. Đúng. Manta là món đồ không bao giờ là không cần thiết để cho TV cả. Trong những trận đấu có những món đồ nó cần thiết hơn thì TB sẽ hướng đến món đồ đó thôi. Còn Manta thì chưa bao giờ là lựa chọn tồi dành cho TB. Ở đây phát hiện ra vị trí của Bát Rider rồi, có bàn gồ, có lăn bóng. Manta đã lăn sổ thành công và TB về. Hay. Vâng. Anh ta lăn sổ được và đi về nhà tuyệt vời. CB lần sau có lẽ phải cẩn thận hơn, nên là sổ Bát Bắc xa hơn một tí. Đúng. Ngoài cái rên lát sổ của Bát Rider là được. Bây giờ thì có đổi mạng khi mà dưới boss này thì Clock chết. Còn đồng ý thì Weaver trong tay của Linfix đánh hơi láo, anh ta cũng đã bị Icon vào rồi. Một pha xử lý hay đấy. Quỳ Hà khá là bình tĩnh. Pha đấy mà dính lăn bóng thì có lẽ là đi rồi. Nhưng mà một phần là vì cái lăn bóng thì cái cast time nó cũng lâu, nó cũng phải là nhanh. Thế là lúc ấy Quỳ Hà quay sang chói phát được luôn anh em ạ. Không phải TP thôi, khá là dễ. Nào, định giữ chưa lại đối phương mà có được không đây? GC bất tỉnh rồi. Bất tỉnh rồi. Vâng. Đây là ba con xe tao và một con chó anh em ạ. Pha đấy GC anh ta cũng nhanh tay, anh ta lốc được bản thân mình lên rồi đấy chứ. Nhưng mà rơi xuống thì không kịp sử dụng cho mình cái độ thổ. Hay anh ta định dùng cái actual step nhỉ? Nếu mà độ thổ thì sẽ là nhanh hơn. Đúng. Actual step thì actual step thì anh phải animation nó cũng lâu hơn một tí. Đúng. Bắt đầu lấy lại thế trận rồi này. Nếu mà cứ đánh cái này chưa biết nào đâu. Chưa biết thế nào. Đúng rồi. 18 phút 4k network thì nó không phải là quá nhiều. Lượng network này thì nó chỉ bằng một combat chiến thắng thôi. Sive thì lên đồ gì? Bố set Vla. TB thì hướng đến không phải là một cái Manta mà đó là một cái song kiếm chéo à. Song kiếm chéo giảm đi thời gian hiệu ứng. Ok, anh ta sẽ có thêm máu nữa. Nhưng em vẫn thích một cái Manta hơn, thực sự. Mặc dù là ở trận đấu này thì Manta không giải là cái gì cả. Hết đồ, trông lên đồ khá là giống với cả người đồng đội cũ Matubaman. Lên xong kiếm chéo, xong lên Butter Satanic Giết ở đây, hai con sắp muốn đánh nhau thì sẽ không đủ đam. Không hiểu là ông nào giết được ông nào nữa. Cấu gì ở nhau thôi, chứ hai con sắp 4 thì làm gì có đam để giết nhau đâu. Vâng, giờ thì chúng ta tiếp tục. Trước mặt anh em đó là nhà huấn luyện Pokemon Kuroki. 4 quả Pokemon, 3 con Centaur. Ơ, ngày xưa chơi Pokemon thì có được cầm Pokemon giống nhau không nhỉ? Hình như là được đúng không? Không vấn đề gì cả. Rồi, nhìn thấy một người. Còn gì Vinh không sống nổi đâu. Trồng thêm cả một cái côn của anh nữa thì là chịu. Chịu thế luôn đấy. Nếu mà mỗi mình con Clock một cái long con, cái xinh xịch đi thì anh ta có thể tham lát được. Xinh xịch là cái gì anh?
Cái xinh xinh là cái gì? Là sơ cứu 1 của con Club đấy. Là cái xinh xinh đấy. Bắt từ Ia So đấy. Xinh xinh. Trời đu. Anh có thể dùng cái gọi là từ nào khác nữa không? Xinh xinh ạ. Cho các bạn nghe dần đi để khi em anh gọi là stream các bạn nghe còn không vỡ ngỡ. Ok. Nào giờ được động cổ rồi đảm bảo tay bên chết luôn. Vâng, mờ zip mờ rát. Tôi không hiểu là Miracle đánh kiểu gì mà anh ta lại để chết ngay như vậy. Mà còn trồn thì sao, vẫn đang không sống sót bằng một pha côn nhưng mà không thể làm gì đâu. PL đứng ngay đằng sau rồi. Và đó sẽ là hai mạng dành cho bên phía OGC. Vì Hà đang cố gắng để vùng vây. Và được rồi, anh ta có một mạng trước khi chết. Thôi đi đổi anh em ạ, còn hơn là không có gì. Một pha dồn đam nó phải nói là quá chần chỉ. Dành cho các thành viên bên phía của team OG. TB không kịp đổi máu chết luôn. Bây giờ sẽ là di chuyển ra Nosan ư? Một con PL cái lượng đam mà không có nhưng với cái Lucky Shot. Và cái con Bago này đam nó khá nhiều búa xét của La thì vẫn có thể ăn được. Lúc đầu tôi nghe cái xinh xinh tôi cứ tưởng là tàu hỏa. Hóa ra là đang bảo con Clock anh em ạ. Đến chịu. À, nhìn anh ta bật xinh xinh rồi. Bật rồi. Chưa, bây giờ bắt được một cái đấy. Xinh xinh anh em thấy không? Vâng, xin tàu, ai chú tiêu. Nhưng mà xin tàu cắt sự hiệu trượt rồi. Chính xác là Kuruki anh ta tham minh lỗi. Tại sao cứ đè thêm vào như là sao nhỉ? Tham minh đủ đam không? Cũng phải tham minh bro làm gì? Tham minh bro. Để cho con voi sử dụng chạy mất. Nhà huấn luyện này mình thấy là tay hơi bán cơm nha anh em nhé. Chắc là cũng già rồi. Có lẽ là một vài năm nữa thì sẽ gọi là hoàn lương, không đi cướp nữa. Chuyển ra làm tốt. Bạn ấy thì anh ta vừa mới xử lý một pha gọi là hoàn hảo để giết con voi Sirius, thì lần thứ hai thì anh ta lại tham minh trượt. Nhưng con Centaur nó không kịp dậm sở tan. Anh em hạn chế gọi là cắt những cái gọi là những cái câu chat mà có từ 5 chữ cắt block trở lên nha anh em nhé. Không thì bot gọi là xóa ngay đấy. Bot thì chỉ xóa thôi, bot không làm gì đâu. Nhưng mà kiểu nó xóa thì trông nó cũng hơi buồn cười. Hai mươi mười ba vẫn chưa biết thế nào anh em ạ, không hiểu là Nigma đang bán hay là đang không bán. Chưa biết nào nhỉ, bây giờ anh đang bị dí vào cả rồi. Sao đây, PL đã đến focus vào vị trí của ai đây? TB cái hết mana, ui hết mana rồi. TB anh ta hết mana thì đánh kiểu gì đây? Xì vàng tràn lên và thế là hết rồi. M-Dog đã chết. Tiếp theo sẽ là K-Dog. Và tiếp theo sẽ là I-Dog nữa đây. Tôi không biết nữa. À W-Dog kia. Đúng rồi, W-Dog này TB với chúng tôi. W-Dog với chúng tôi này. Ba người lên vàng. Thêm một ông M-Dog nữa mà đã trốn ở đây rồi. Lại là TB, một con TB trong tay của Miracle, không có cho mình BKB. Và khi bị đàn bóng của BL dí vào, anh ta hết sạch mana, không thể nào đổi máu được. Bước lên 2 ground thôi. Với 15 giây chắc chắn TB sẽ không bay back ra. Và bên phía của team OG họ có thời gian để ăn cho mình cái trụ này. Lốc từ lóc lên, kéo nó ra nào. Biết rồi. Gì đó này anh em ạ. Thôi bây giờ chỉ còn duy nhất một người không phải là Doc thôi. Đó là ai nhỉ? Có cái fan của ai chứ nhỉ? Có bất mờ đó, mờ hoa, mờ Mangacho, mờ MC, MC đó. MC đó. MC đó. Đúng MC bác rồi à gì? MC cháu à? anh không có từ nào khác à? MC chó. MC đó thì chẳng gọi là MC chó đấy. Chó làm MC chẳng hạn đấy, cho nó hay hơn. Oh my god, vâng, dồn vào đến với GC. Trận khá nhiều bằng người, bây giờ GS sẽ làm gì đây? We have đã chết rồi. Diễn cũng phải nằm theo, My Control liên tiếp là sự trận lại của Miracle cũng thế luôn. Cái chạy đi đâu, chạy đi đâu? Miracle còn mana rồi, còn mana đấy nó đổi máu đấy. Đi ra, đừng để nó đổi máu. Đổi được rồi, đánh tiếp nào. Nhưng mà ai là người đánh tiếp thì tôi không biết. Vâng, đó là team OGC chứ không phải là Miracle. Cái gì cơ, xem chết là một người nhưng mà anh ta cũng phải làm thôi. Đập. Thêm một cái ve sổ nữa nào. Sơ tan. Đúng rồi. À, không. Như
như nào vẫn đang cố gắng chạy. Ô, cách ta chạy thoát đấy. Ô, body block kìa. Kiệt né 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 sao bị chạy. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà Zivrek đang xù lên đây rồi. Đổi thế chứ, đổi máu được nhưng làm gì khi đấy lúc đấy chỉ còn hai người em ạ. Chán, tự nhiên tràn ra và bên phía team Nigma chết cả ba khi chỉ lấy được mạng của con voi spirit này. Chết ngay. Tưởng thế nào anh em ạ, một đều dành cho OGC. Đây sẽ là kết quả cuối cùng của game đấu này thôi. Chúng ta sẽ có game 3 thôi. Nigma anh em làm gì chuyện họ thắng 2-0. Nigma thắng 2-0 với tôi thì nó là xa lắm rồi. Nigma chỉ thắng 2-1 thôi, hoặc là thua 1-2. Game 3 thì anh nghĩ là anh em nên bet cho OGC. Mình không tin Nigma nữa. Bây giờ em không tin đâu. Anh còn từ bỏ cái đam mê Nigma từ lâu lắm rồi. Điên. Em là người bình thường, em gọi là chất phác đấy. Lúc nào mà chả tin. Ai nói em cũng tin hết. 29-15. 15k net chơi. Giờ thì đánh kiểu gì đây? Như mình đã nói, như một con TB anh em ạ. Về late mà gặp PL thì nổ hốp. XP, trời ơi, 20k XP rồi. Đây rồi, bây giờ Miyako mới đang gọi là dục dịch lên cho mình cái BKB. Anh ta có cho mình hai mảnh rồi. Vẫn thiếu cái mảnh nhỡ thôi, là cái VCB thôi. Sao anh em cũng tin tôi. Bên này có M-God em ạ, bên này M-God Madara. Nhưng mà cái vấn đề ấy, Madara chỉ có Naruto mới ăn được thôi. Chứ còn kiểu Miyako thì ai cũng ăn được anh em ạ. Rồi, bắt được mình 2. Lại là một mạng nữa thôi. Còn mát này đơm gặp Nick Asin thì gần như là anh ta sẽ đứng im tại chỗ trong vòng khoảng độ 4 giây. Với cái gai thêm cả cái sở tăn nữa thì lâu lắm. Anh em phải tin tôi, anh em vào OG ship cho tôi. Game 3 không thua được. Vẫn chưa end game. Kết thúc chưa nhỉ? Thôi game 3 đi. Được hôm anh em ạ. Cắt mỗi bộ 3 đi về thì chúng nó cũng làm đủ cho gọi là cả 3 game. Không hiểu kiểu gì. Okay. 18k net rồi. OG có lẽ là họ cũng chưa đủ tự tin. Họ muốn cẩn thận tí. Ơ, vừa nói cái câu thì gì mà chết à. Và Nick Asin cũng đang bị dí vào. Mesco, anh ta đang cố gắng sống sót. Madara đến rồi, đại chiến đi ra. Và đây sẽ là một tình huống của Miyako có cho mình Black Black Bar. Anh ta đánh cả thế giới, có 3 mạng rồi. Cái gì thế này, Nick Bar đang cầm bách. Và có vẻ như là chúng ta sẽ không có game 3 chẳng. Chi si sủi được. Và chỉ là một đổi ba wow. Dành cho Nick Bar thôi, họ lãi rồi. Họ lãi đấy. Khi mà Miyako có cho mình cái BKB, anh ta khai trương và lấy cho mình 3 mạng, một cái BKB 10 giây, thành ra con TB rất là khỏe. Nhưng bây giờ thì hết form. Cái quan trọng là họ giết được người nhưng họ không ăn được trụ. Thành ra là cái lượng tiền chênh lệch nó cũng giảm đi là bao nhiêu anh em ạ, chỉ ăn được mạng thôi. Trụ thì không bút được. Cái thế trận nó vẫn giữ nguyên như vậy. Vâng. Tự dưng thì Nigma lại comeback nhưng chưa phải là nhiều anh em ạ. Bây giờ thì cái cơ chế comeback được giảm đi rất là nhiều rồi. Gần như khi mà anh em bị dẫn tiền thì trừ khi là đối phương tự hủy, còn không thì khó lắm. Bây giờ các thành viên bên phía Team OG họ sống dậy rồi. Chơi không? Khi mà cái con TB này nó đang hết form, là thời điểm mà con TB nó rất là yếu. Đúng. TB không có form thì tôi chỉ thấy hai người đánh kinh thôi. Đó là Zamzi. Zamzi Triple Six của Team EG. Và nhưng mà cái hồi ở EG này anh ta không đánh rồi nữa nhá, anh ta đánh ở VP thôi. Vâng, bây giờ lại đắt lẻ nữa này. Nào nhở? Nigma đang có những pha gành lẻ. Nhưng mà stun quá đẹp đến Pesco là cơ hội để cho OGC tràn lên. Sao đây, Kuroki đã chết rồi, giết cũng nằm xuống rất nhanh. Và chỉ có mình Huy Hà đây mà thôi, nhưng anh ta bị kéo. Và đó là 3 đổi 1. Vâng, lần này Nigma lại lỗ. Lần này thì không có TB, và TB không có form. Thành ra bây giờ cổ anh ta tập trung vào việc farm cơ.
ba mạng. Bây giờ OG họ sẽ di chuyển lên top để ăn cho mình cái trụ đi. TB thì vẫn còn 40 giây nữa mới có lại cho mình cái form. Ăn trụ này, chờ đợi Rosan và endgame, họ không việc gì phải vội vàng cả. Thật sự là như vậy. Một con BL không ngán, một con TB ở late game. Anh đang dình để có thể côn được cái con Weaver này. Không, anh ta chỉ chờ đợi để mà đép creep mà thôi. Đây rồi, có Rosan rồi. Còn Rosan thứ hai, có Chi, có Edith. Đủ lợi thế cho OG họ có thể kết thúc trận đấu này. Đốc két bắn ra đến vùng GS để chết sai. Họ có dám di chuyển vào không mới là vấn đề. Tốt. Cũng như là mid lane đang rất là cao rồi. OTB chẳng vẫn đang có một cái bóng dưới bot và định mà tan lộ đẩy ở đây rồi. Không được đâu. Lên kiểu gì đây? Vì Frick lúc nào cũng canh xung quanh và GS hút shot vào nhưng mà bị chặn đầu bởi GC. Giờ thì cái kia Rosan được nhắm đến từ bên phía của Panora. Sao đây? Đứng ở Xibe khá nhanh cũng có vẻ như anh ta vẫn sống được. Ui, một cú silence quá đẹp đến từ bên phía của GC làm cho đội hình Digma bị rối loạn rồi. Sao nhỉ? Quỳnh Hà sẽ là người đầu tiên phải đóng xuống, tiếp theo sẽ là GS. Chạy chạy. Và chạy thôi. Ôi, vắt chân lên cổ mà chạy đi chứ còn gì nữa. Con TV đang có form mà phải chạy. Bỏ lại cái con chen này ở lại đây thôi. Nhìn kìa, Miyako anh ta chạy. Chạy hẳn lên nhà chính luôn chưa cẩn thận. Thế nhá, đi đi thôi còn gì nữa. TB hóa form rồi chạy anh em ạ, thì tôi không hiểu là anh bây giờ đánh kiểu gì. Anh có thấy ông nào đang quát game không? C9.Misery. Hàng thật à? Có lẽ là hàng thật. Hàng thật à? C9.Misery anh em ạ. Gọi là một cái tên mà làm tôi nhớ lại những cái kỷ niệm ngày xưa. Ok, sở mốc làm gì hai anh bạn ơi. Trời ơi. Đôi bạn lần trước Serada cả Lysuler thì tôi never forget rồi. Bây giờ đến TB cả Ách cũng gọi là sở mốc cùng nhau đi đâu đây. TB thì không còn form nữa. Em nghĩ là bây giờ có sẵn hai thanh đoàn đao trên tay thì bây giờ cùng nên tự cầm xong thì chặt đầu mình luôn thôi. Chặt đầu Ách trước. Đấy, quay ra chặt đầu Ách xong rồi tự mổ bụng mình thế là xong. Giống kiểu samurai ấy. Tinh thần samurai anh em ạ. Cái tầm này thì đép cái gì? Lên cả bố set để gọi là clip bóng PL. Tầm này thì tự mổ bụng anh em ạ là hợp lý nhất. Cũng giống như là thỉnh thoảng anh em mình bắn COD ấy. Tức là mình thì hay bắt đi với anh Hiếu anh em ạ. Nhưng mà thôi để đánh gọi là nốt combat này đi thì mình kể. Mình mà có vẫn nuôi hy vọng mày còn trốn côn được mọi người PL rồi nhưng mà biết đâu là con thật đây. Đây rồi, Kuroki đã gọi là đánh dấu vẫn chả được làm gì cả. CC sâu lên và cứ thế gọt đi cái mạng Huy Hà. Tiếp theo sẽ là ai nhỉ? Ông gì ship họ cực kỳ dễ dàng trong việc hoàn thành xong cho mình cái việc có cho mình đó là mega creep. Và bây giờ thì dồn vào người của Miracle khôn được đến thứ ba con trộn rồi. Miracle bật blacking ba lên và đánh CC đã bị chém vào đến từ bên phía Miracle và Manora cũng bị chém luôn. Cái gì vậy Manora? Anh đã còn cho mình đó là cái naked và Miracle khi mà nó mất blacking ba rồi đây sẽ là giờ chết của Murdoch. Murdoch lên bảng và Mercedes anh ta đã cố gắng mà bật một sắp phạt có làm cái gì đâu. Manora tiếp theo sẽ là một mạng dành cho mình phía Odysseus mà thôi. Đai phong tường giết chúng nó. Em gì chó nào? Giết bách của chúng tôi à? Giết chúng nó. Đúng rồi. Đai phong tường và Manora đang cố gắng khiển bóng anh ơi, khiển bóng. Không sao cả. Vẫn là chiến thắng dành cho những cái cậu OG Six mà thôi.